Xin chào, chào mừng các bạn đến với chương trình Tôi Tự Làm, kênh Thuyết Do Sale Inspiration tại Việt Nam. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm những cái chữ cái hoặc là số mà chúng ta dán trên tường để chúng ta trang trí cho những bữa tiệc của chúng ta, rất là đơn giản thôi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem vật liệu nhé. Chúng ta có một cuộn giấy Creative Paper, là những đoạn giấy màu, rất là nhiều màu, một cây bút và keo dán. Cái cuộn giấy này thì có rất là nhiều màu như các bạn thấy đó, và cũng rất là đơn giản để sử dụng. Ngoài ra chúng ta cần một tấm bìa và một cái kéo nữa. Bây giờ mình sẽ viết một con số lên tấm bìa này. Số mà mình viết là số 3. Viết xong rồi thì mình dùng kéo mình cắt theo cái đường mà mình vừa vẽ trên cái tấm bìa các con này. Và sau đó mình bôi keo lên. Rồi mình quấn giấy, cái cuộn giấy màu lại như thế này. Quấn hết cái số 3 này luôn. Và cái cách này thì cái cách cũng rất là hay để chúng ta tự làm những cái chữ cái hoặc là số chúng ta dán trên tường trong những bữa tiệc ngày sinh nhật hay là ngày Halloween hay là bất cứ ngày lễ gì mà chúng ta có tiệc mà chúng ta muốn dán chữ hay là số trên tường, thì chúng ta có thể dùng cuộn giấy này với lại thêm một cây bút và tấm bìa cà tông nữa là chúng ta có thể tự làm, chúng ta không phải đi mua ở ngoài, mà nhìn rất là đẹp, nhiều màu sắc và sáng tạo nữa. Và các bạn thấy đó, mình vừa làm được số 3. Và bây giờ mình sẽ làm một vài chữ cái nữa để mình dán trên tường chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Nếu mà các bạn thích ý tưởng này thì các bạn nhớ nhấn like nhé. Và đừng quên nhấn subscribe để theo dõi những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tôi tự làm. Chào tạm biệt. Bye bye.